Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi cái sơ đồ mà gợi ý cho các bạn để làm sao các bạn có thể phân biệt trường hợp là nếu như hợp đồng net thì sẽ tính như thế nào, mà hợp đồng gross thì sẽ tính ra làm sao. Nhưng trước khi đi vào cái sơ đồ ở cái mô hình đó thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi quay trở lại một chút xíu đối với phần bản chất của thuế. Ở đây thuế nhà thầu sẽ bao gồm gì ạ? Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị tăng. Bản chất của thuế giá trị tăng là thuế gì ạ? Là thuế, tính chất của nó được xếp vào nhóm gì ạ? Thuế gián thu, hay nói cách khác là các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh chỉ đóng vai trò gì thôi ạ? Là đóng vai trò là thu hộ, trung gian thu hộ. Cái thuế này là thuế đánh vào người tiêu dùng cuối cùng. Doanh nghiệp đứng nữa chỉ đứng làm trung gian thu hộ thôi, thu hộ thay cho ngân sách nhà nước thôi, được chưa? Hay nói cách khác, thuế giá trị tăng nó sẽ là một phần gì ạ? Cộng thêm vào giá trị sử dụng của hàng hóa dịch vụ đó, được chưa? Ví dụ như thế, chúng ta sẽ có cái vòng tròn này. Ở đây giả sử như đây là tổng giá đã bao gồm thuế, thì như thế chúng ta có thể phân biệt ra được gì ạ? Hai lớp, một lớp là lớp gì ạ? Đúng rồi, một lớp là một phần gọi là thuế giá trị gia tăng mà do doanh nghiệp sẽ phải đứng ra cộng thêm vào giá trị sử dụng của hàng hóa dịch vụ để thu thay cho ngân sách nhà nước. Đấy ạ. Như vậy trong phần này, đây là tổng giá đã bao gồm thuế thì khi đó cái phần này nó sẽ chính là phần gì đấy ạ? Đúng rồi, phần này sẽ chính là phần thuế giá trị gia tăng đấy ạ. Nó sẽ là như thế này. Đấy là xét trên góc độ là bản chất của thuế giá trị tăng. Thế xét trên góc độ là bản chất của thuế thu nhập doanh nghiệp, nó là thuế gì ạ? Là thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập của tổ chức có tiến hành hoạt động kinh doanh, đấy chưa? Hay nói cách khác là gì ạ? Cơ sở kinh doanh sẽ phải trích một phần thu nhập của mình ra để làm sao ạ? Để nộp vào ngân sách nhà nước, hay là khác gì? Từ miếng bánh thu nhập sẽ phải cắt ra một miếng để nộp vào ngân sách, đấy chưa? Và từ cái phần mà cái thu nhập mà cơ sở kinh doanh có thể nhận được thì làm thế nào để có thể nhận được ạ? Chính xác từ việc gì ạ? Kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ, mà hay nói cái khác là chính là bán gì ạ? Bán giá trị sử dụng của cái hàng hóa dịch vụ đó. Nhưng thuế thu nhập doanh nghiệp lại là một phần của giá trị sử dụng được tách ra. Như vậy chúng ta sẽ có thêm một cái hình tròn nữa. Ở đây một lớp nữa mà chúng ta sẽ cần phải xác định đấy là gì ạ? Lớp này. Cái phần này nó sẽ chính là phần gì đấy ạ? Đúng rồi. Phần này nó sẽ chính là phần thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp sẽ phải trả. Sau đó cái phần này còn lại mới là gì ạ? Phần còn lại này mới chính là phần gì ạ? Sau khi trừ đi hết các loại thuế rồi mới là phần lợi ích mà cơ sở kinh doanh nhận được. Hay nói cách khác, đây là giá trị gì ạ? Net, toàn bộ là của mình, đúng chưa? Hay gọi là giá chưa bao gồm thuế. Ok chị ạ? Rồi, bây giờ thì từ cái sơ đồ như thế này chúng ta sẽ hình dung trong trường hợp thực tế chúng ta hay gặp đối với các hợp đồng. Đối với nhà thầu nước ngoài thì giá trị hợp đồng nó sẽ là giá trị nào và xuất phát ở đâu? Chúng ta lại quay về cái điểm này một chút xíu. Bản chất của thuế nhà thầu là đánh vào ai ạ? Vào nhà thầu nước ngoài. Có nghĩa là nếu như trên hợp đồng nhà thầu mà không hề đề cập gì đến nghĩa vụ thuế thì mặc định giá đấy là giá đã bao gồm thuế, chưa bao gồm thuế ạ? Đúng rồi, nó sẽ là giá đã bao gồm thuế. Vì sao ạ? Vì nghĩa vụ thuế đấy là nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài. Anh nhận được trên cái hợp đồng kinh tế, anh có một cái khoản tiền, anh có cái giao dịch như thế này, nhưng anh không nhận được tất cả. Mà sao ạ? Anh phải bóc ra một phần thuế giá trị tăng anh thu thay, anh phải nộp vào ngân sách nhà nước một phần trên cơ sở thu nhập anh nhận được, đúng chưa? Thì khi đó về mặt mặc định, nếu như trên hợp đồng không đề cập gì đến nghĩa vụ thuế, có nghĩa là hợp đồng đấy là hợp đồng gì ạ? Đúng rồi, hợp đồng đó sẽ là hợp đồng gross, tương tự như hợp đồng lao động của chúng ta, đúng không ạ? Hợp đồng lao động của chúng ta thì thuế thu nhập cá nhân là thuế đánh vào thu nhập của cá nhân, hay nói cách khác là cá nhân sẽ phải trích một phần tiền của mình ra để nộp thuế. Thì hợp đồng lao động, các bạn sẽ thấy hợp đồng lao động của người Việt đa phần là không đề cập gì đến nghĩa vụ thuế. Vì sao ạ? Mặc định theo luật. Cái này các bạn sẽ phải chịu và doanh nghiệp chỉ có nghĩa vụ khấu trừ từ lương của các bạn thôi. Tương tự như thế, hợp đồng đối với nhà thầu nước ngoài cũng vậy. Mình lấy ví dụ cho các bạn ở đây là giả sử như hợp đồng, nếu như hợp đồng không đề cập gì với giá là 10.000 đô. Nhận 10.000 đô như thế này thì có nghĩa là hiểu là hợp đồng này là hợp đồng gross. Và cái cách tính thuế ở đây thì đi hợp đồng gross để có thể tính khấu trừ và nộp thay cho nhà thầu nước ngoài, rồi sau đó là biết là số tiền phải chuyển ra cho nhà thầu nước ngoài là bao nhiêu thì chúng ta tính cái gì trước ạ? Đúng rồi, từ cái con số 10.000 này chúng ta đi vào đây, chúng ta gặp thuế gì trước ạ? Chính xác, chúng ta sẽ phải tính thuế VAT trước. Trong trường hợp này doanh thu tính thuế giá trị gia tăng sẽ là bao nhiêu ạ? Đúng rồi, trong trường hợp này doanh thu tính thuế giá trị gia tăng sẽ chính là cái con số 10.000 này, đấy chưa? Đây nó sẽ bằng doanh thu tính VAT. Đấy ạ. nó sẽ chính bằng con số này là doanh thu đã bao gồm thuế, được chưa? Rồi sau đó để tính được thuế giá trị tăng chúng ta sẽ gì ạ? Nhân với tỷ lệ phần trăm thuế giá trị tăng. Ở đây mình lấy ví dụ cho các bạn một tỷ lệ cho nó tròn đơn giản, đấy là gì ạ? 5%, được chưa? Khi mà tính 5% như thế này thì ra VAT bằng bao nhiêu ạ? VAT sẽ bằng gì ạ? Chỗ này chúng ta sẽ được 5.000, được chưa? Rồi cái phần mình sẽ bóc ra một phần 5.000 này, khấu trừ đi 5.000 tiền VAT. Sau khi khấu trừ đi 5.000 đến số này sẽ là số gì? Còn bao nhiêu ạ? Đúng rồi, chỗ này sẽ là gì ạ? 95.000, được chưa? 95.000 đô. 95.000 đô này là doanh thu gì ạ? Chưa bao gồm thuế giá trị tăng. Vì sao ạ? Vì thuế giá trị tăng chỉ là phần thu hộ thôi, mình bóc ra rồi. Nhưng thuế 95.000 này là số gì ạ? Đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp chưa ạ? Rồi. Do đó đoạn này mình sẽ làm động tác tiếp theo là mình tính gì đây ạ? Mình sẽ tính tiếp động tác tiếp theo đến bước số 2, đây là bước số 1 nha. Sau đó đến bước số 2 là chúng ta sẽ tính gì ạ? CAT. Chúng ta sẽ tính tiếp CAT ở đây sẽ chính bằng gì ạ? Doanh thu tính CAT. Mình bóc từng lớp ra một mà. Như vậy sẽ bằng gì ạ? Bằng giá gross theo hợp đồng trừ đi phần VAT mà chúng ta vừa tính. Cuối cùng ra bao nhiêu ạ? 95.000. Được chưa? Chúng ta sẽ ra được con số này. Sau đó từ doanh thu tính CAT này chúng ta nhân với tỷ lệ phần trăm CAT. Ở đây mình ví dụ cho các bạn, ví dụ này nha, 1%. Ví dụ đơn giản 1% như thế này để cho chúng ta dễ tính. Thì khi đó chúng ta sẽ tính ra được CAT bằng bao nhiêu ạ? Rồi, CAT lúc đó sẽ bằng gì ạ? 950. Đấy chưa? Chúng ta sẽ tính được CAT như thế này. Sau khi chúng ta tính ra được số thuế thu nhập doanh nghiệp mà phải khấu trừ và nộp thay cho nhà thầu nước ngoài, đây là 950, thì chúng ta sẽ bóc tiếp lớp thuế thu nhập doanh nghiệp này ra để cuối cùng xác định được xem cái số tiền net mà còn phải trả cho nhà thầu nước ngoài đây là bao nhiêu, chính là bằng gì ạ? Đấy, 95.000 trừ đi bóc tiếp một lớp là 950 này ra nữa thì cuối cùng cái con số còn lại chúng ta sẽ có là gì ạ? Chúng ta sẽ có con số mà phải chuyển ra cho nhà thầu nước ngoài chính là 94.050 đô, được chưa? Số net mà chúng ta chuyển ra cho nhà thầu nước ngoài thì chỉ là số này thôi. Tuy nhiên là trong thực tế thì có phải trường hợp nào nhà thầu nước ngoài cũng chịu yên cho chúng ta chuyển khấu trừ như thế này không ạ? Không, mà một số trường hợp thì nhà thầu nước ngoài sẽ thỏa thuận luôn gì ạ? Giá trên hợp đồng là giá chưa bao gồm thuế. Và khi đó giá trên hợp đồng chưa bao gồm thuế thì quan trọng là nhà thầu nước ngoài chỉ thích làm sao rồi ạ? Số tiền ký bao nhiêu được nhận về bấy nhiêu, tức là nó sẽ chính là gì ạ? Chính là số này, số net ở đây. Số net ở đây mình cũng lấy tương tự như ví dụ này. Số net theo thỏa thuận trên hợp đồng là 94.050 đô. Đấy chưa ạ? Đây là số net trên hợp đồng. Hay nói cách khác, số này chính là số tiền mà doanh nghiệp chuyển khoản ra nước ngoài, chuyển cho nhà thầu nước ngoài. Được chưa ạ? Thì cái trường hợp này, bây giờ chúng ta sẽ tính thuế nhà thầu như thế nào? Từ cái con số này đi ra, ở bên trong đi ra chúng ta sẽ gặp thuế gì trước ạ? Đúng rồi, chúng ta sẽ gặp thuế thu nhập doanh nghiệp trước. Do đó chúng ta sẽ phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước. Nhưng 94.050 đô này lại là số tiền chưa bao gồm thuế. Muốn tính được thuế hay xác định doanh thu tính thuế thì phải là gì ạ? Giá đã bao gồm thuế. Do đó chúng ta sẽ phải thực hiện động tác ở đây gọi là động tác quy đổi từ doanh thu trước thuế, xin lỗi các bạn, từ doanh thu sau thuế ra doanh thu trước thuế. Nhưng cái cách quy đổi của thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp thì nó đơn giản hơn, vì đây là tính theo trực tiếp và chỉ có một tỷ lệ phần trăm tính thuế thôi. Được chưa? Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ xác định được doanh thu, xin lỗi các bạn hơi bị mờ, doanh thu tính CAT sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng giá trước thuế chia cho gì ạ? 1 trừ đi tỷ lệ phần trăm tính thuế. Trong ví dụ của chúng ta là 1 trừ đi 1%. Và cuối cùng ra doanh thu tính thuế là bao nhiêu ạ? 95.000. Và từ cái 95.000 này sẽ tính được CAT sẽ bằng bao nhiêu ạ? Sẽ bằng 95.000 nhân với 1% để ra bao nhiêu ạ? Ra 950. Đấy ạ, nó sẽ ra con số này. Ok chưa ạ? Sau khi tính được như thế này xong, 95.000 chính là số tiền ở đâu ạ? Đúng rồi, chính xác 95.000 nó sẽ chính là giá trị ở chỗ này. Đấy ạ, 95.000 nó sẽ chính là giá trị ở đây. Sau khi chúng ta đã tính được thuế thu nhập doanh nghiệp rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ tính giá trị gia tăng. Cũng tương tự như vậy, để tính được thuế gia tăng chúng ta sẽ phải xác định doanh thu tính VAT chúng ta cũng phải thực hiện động tác quy đổi. Nhưng lúc đấy chúng ta lấy số nào để quy đổi ạ? Lấy chính bằng số này, tức là lấy bằng số sau khi đã trừ đi thuế để tăng là bao nhiêu, được chưa? Thì chúng ta sẽ có 95.000 chia cho bao nhiêu ạ? 1 trừ đi 5%, được chưa? Ở chỗ này ra con số là bao nhiêu ạ? 100.000. Con số mà chúng ta sẽ có nó sẽ là như thế này, ok chị ạ? Đó. Thì tư vấn này xong chúng ta sẽ xác định được gì ạ? Thuế giá trị gia tăng sẽ chính bằng 100.000 này nhân với tỷ lệ phần trăm tính thuế tăng 5%, ở đây sẽ là bao nhiêu? 5.000. Thấy chưa? Đó. Thì cái con số mà các bạn, cái chiều mà các bạn tính từ thu nhập chưa gồm thuế tính ra thuế nhà thầu bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính toán như thế này. Tuy nhiên ở đây các bạn sẽ để ý thấy thực ra thì nếu như mà về mặt nguyên lý theo quy định thì chúng ta sẽ chỉ có hai trường hợp này thôi, hoặc là net tất, hoặc là gross thì sẽ là gross tất. Tuy nhiên ở đây các bạn sẽ để thấy trong cái phần thuế giá trị tăng chúng ta đã học thì có phần gì ạ? Đối với trường hợp là thuế giá trị gia tăng mà nộp thay cho nhà thầu nước ngoài thì bản chất không khác gì thuế giá trị tăng mà mình trả cho nhà cung cấp Việt Nam, nên là sau khi mà nộp xong có chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp sẽ được làm sao? Khấu trừ lại phần này. Nên là trong trường hợp đấy thì khi mà với trong cả hai trường hợp, sau khi mà bên Việt Nam nộp thuế giá trị tăng thay cho nhà thầu nước ngoài xong sẽ được khấu trừ lại. Nhưng hai trường hợp này nó sẽ hơi khác nhau ở cái đoạn là gì ạ? Là cái phần này thì trong cái trường hợp nếu như hợp đồng gross như thế này thì sao ạ? Thì doanh nghiệp nước ngoài sẽ thiệt hơn. Vì sao? Doanh nghiệp nước ngoài sẽ bị khấu trừ cả VAT và CIT. Nhưng còn đối với doanh nghiệp Việt Nam thì sao ạ? Sẽ được phần VAT chỉ là giữ lại từ bên nhà thầu nước ngoài thôi, nhưng sau đó thì lại được khấu trừ lại nữa. Do đó trong trường hợp này, trong thực tế các bạn có thể lưu ý một số doanh nghiệp thì đã nghĩ ra một biện pháp thông minh hơn, đấy là